giả đang theo dõi chương mục Gương sáng quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, trong những ngày gian khó của đại dịch, truyền thống tương thân tương ái và tinh thần đoàn kết của dân tộc lại được phát huy mãnh liệt hơn lúc nào. Từ khắp mọi nơi trong tỉnh, mỗi người cùng chung tay đóng góp tiền bạc, công sức để góp phần phòng chống dịch COVID-19. Chương trình Gương sáng quanh ta kỳ này, chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả những tình cảm ấm áp của chị em phụ nữ huyện Châu Thành. Thầm lặng trong gian bếp trong suốt hơn 3 tháng qua, các chị em phụ nữ nơi đây vẫn tất bật, miệt mài, chăm chút chu đáo cho từng suất cơm, tiếp thêm năng lượng cho người dân, cũng như lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn. Những đóng góp ấy tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng lại rất đổi trân quý. Những ngày tháng năm vô cùng oi bức, nhưng trong gian bếp ăn phục vụ khu cách ly của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành vẫn đều đặn nổi lửa mỗi ngày. Việc chuẩn bị cơm nước đủ ngày 3 bữa đã không còn là đơn giản, bởi số lượng người cách ly trong toàn huyện Châu Thành là trên 200 người. Tuy nhiên, điều này đã được chị em phụ nữ huyện chung tay góp sức. Căn nhà của chị Nguyễn Thị Nhàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, trở thành nơi gắn kết tình người trong cơn dịch. Sắp xếp nền thực đơn cho từng bữa ăn là công việc hàng ngày mà chị Nguyễn Thị Phượng, khu phố 4 thị trấn Châu Thành, gắn bó hơn một tháng nay. Khi mọi người vẫn còn ngon giấc, chị Phượng cùng các chị em phụ nữ trong Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành đã có mặt để chuẩn bị bữa ăn đầu tiên trong ngày. Hành trang các chị mang theo không chỉ là tinh thần sẵn sàng đi sớm, về muộn, mà còn có thêm rau, củ, quả của các chị và cả của những người dân gửi gắm. Cô đến đây từ 3 giờ khuya là chuẩn bị sức ăn buổi sáng, là tới 6 giờ, 6 giờ lên xe. 6 giờ lên xe là cô sẽ chuẩn bị là từ 6 giờ rưỡi cho đến 9 giờ rưỡi là lên xe. Lên xe là xong là cô là chuẩn bị lại là 3 giờ rưỡi là buổi chiều. Rồi xong rồi cô sẽ chuẩn bị những cái gì đó mà đơn giản là cô chuẩn bị để khuya làm tiếp. Mỗi ngày có từ 10 đến 30 chị em phụ nữ đến đây tham gia phục vụ nấu ăn. Khối lượng công việc gấp 5, gấp 7 lần ở nhà, nên các chị phải đến đây từ rất sớm. Mỗi người một việc nhịp nhàng như một dây chuyền để kịp bữa ăn cho người dân ở khu cách ly. Ai nấy đều gắng sức để làm việc, tất bật tỉ mỉ với từng công đoạn, từ sơ chế thực phẩm đến nấu cơm, nấu canh, chế biến các món mặn, rồi đến công đoạn cho cơm, canh, đồ ăn vô hộp, rồi phân công nhau vận chuyển đến khu cách ly đảm bảo đúng giờ. Sáng là cô nấu 8 nồi cơm, có bữa 9 nồi, là sáng 8 9 nồi, chiều 8 9 nồi, ngày nọ ngày nấy hết. Nồi vậy nè, chiếc nồi 25 lon, có bữa 8 9 nồi, 8 nồi cô nấu suốt vậy đó. Sáng là 8 nồi, còn chiều có bữa 9 nồi. Nấu xong thì phụ mấy chị em kia dọn dẹp này kia xong rồi mình tranh thủ mình về. Người nào việc nấy hết, tụi cô thì làm bên bếp, còn phụ nữ thì sẽ làm bên bọc, dao. Còn nói chung là mỗi người đều có việc hết, người nào việc nấy hết. Nó là ổn định, nói chung là như là một cái ekip đã sắp sẵn, nó không có cái gì rối hết. Thực đơn 3 bữa trong ngày đều được các chị thay đổi linh hoạt. Thực phẩm tươi ngon, đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh, đảm bảo cho những suất cơm tới tay những người cách ly được ngon và nóng hổi nhất. Công việc cứ vậy, nối đuôi nhau. Xong bữa sáng, không kịp nghỉ ngơi, các chị đã phải dọn dẹp thật nhanh để chuẩn bị thực phẩm cho bữa trưa, rồi đến bữa chiều. Ai cũng cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Liên tục đổi món, sáng 3 món, chiều 3 món, qua ngày sau 3 món, nói chung là mỗi ngày đều đổi các món. Mời 3 món, chiều 3 món là 6 món, cái món ăn sáng nữa là 7 món. Nhưng mà qua ngày sau mình phải đổi 7 món khác. Mình sẽ đổi 7 món, mỗi ngày là 7 món, nhưng mà đều là khác nhau, không có món nào giống món nào hết. Mình phải làm tròn trách nhiệm, và đồ ăn là an toàn, thực phẩm, vệ sinh là đầu là hàng đầu. Cho nên chúng tôi làm rất là đúng giờ, để cho các người cách ly được ăn uống cho đầy đủ, đổi món, tất cả các cái đều có là đầy đủ chất bổ, chất sinh tố, MC để cho mọi người được có sức khỏe, sức đề kháng để không chống qua dịch bệnh này. Để có những bữa cơm ngon, an toàn cho người dân cách ly, các chị phải tạm gác việc nhà. Có chị gắn bó với bếp ăn từ những ngày đầu, có chị đến đây được vài tuần. Thầm lặng bên gian bếp, nhưng chưa nghe ai than vãn một lời. Mọi người ai cũng cần mẫn làm việc, trách nhiệm trong từng suất cơm, đảm bảo sao cho bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng,
tới những người đang thực hiện cách ly trên địa bàn huyện. Chứ vui trưa có bữa đâu có ăn uống gì đâu con, chứ mê làm giỡn cợt biết là quên tới ăn luôn tới nghỉ cái làm cứ vậy đó. Ngày nào cũng như ngày nấy, chứ chị em vui vẻ tối ngày vậy đó. Rất là mệt mỏi, nhưng mà khi cái mệt mỏi mình sẽ suy nghĩ về mọi người. Mình đừng suy nghĩ về mình nhiều, mình phải suy nghĩ về mọi người, dù cho mình mệt mỏi nhưng mình phải cố gắng. Cố gắng để phục vụ cho những người đó ta ăn có chất đề kháng để ta khỏi ta về cùng với gia đình. Rồi song song với công tác tuyên truyền vận động chị em phụ nữ trong cái việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 này thì bản thân là chủ tịch hội phụ nữ thị trấn, ngoài công tác là công tác hội ra thì cũng cùng các chị em trong ban chấp hành sắp xếp thời gian đến cái bếp ăn để cùng các chị trong bếp ăn này để nấu những bữa ăn để phục vụ công tác cách ly. Thì từ khi cái dịch bệnh Covid-19 này xảy ra thì cái tình cảm chị em thì ngày càng gắn kết. Mặc dù là rất công việc rất là bận rộn cho gia đình, nhưng mà các chị em sẵn sàng bỏ thời gian ra để cùng hội để phục vụ nấu ăn những bữa ăn để hỗ trợ cho những người bị cách ly. Thì bên cạnh đó thì những chị mà hội viên phụ nữ của thị trấn á còn hỗ trợ, như có gì hỗ trợ nấy, như là rau màu nè, rồi ủng hộ rau màu nhu yếu phẩm như gạo mì á, sẵn sàng cũng ủng hộ cho hội phụ nữ thị trấn để hỗ trợ cho bếp ăn. Không chỉ phục vụ từng bữa cơm, các chị còn chu đáo vận động mua tặng người dân đang cách ly những đồ dùng cá nhân, đồ dùng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Nhờ sự chu đáo, nhiệt tình của các chị, những người đang ở khu cách ly ngày thêm an tâm cách ly. Tuy công việc nhiều vất vả, khó khăn, nhưng đối với các chị, phần thưởng vô giá nhất chính là sự ngon miệng của những người dân trong khu cách ly sau khi dùng cơm do các chị nấu. Dẫu công việc mỗi lúc một nhiều thêm, thế nhưng với tinh thần trách nhiệm, các chị em phụ nữ huyện Châu Thành luôn có đủ sức mạnh và nhiệt huyết để nấu nhiều hơn nữa những bữa cơm ngon, ấm áp tình người, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Đến đây thì thời lượng dành cho chương mục xin phép được khép lại. Quý vị và các bạn tiếp tục đón xem và cập nhật những chương trình hay hấp dẫn khác trên kênh TTV11 và trên các hạ tần số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương mục sau.